Hello, xin chào tất cả các bạn quay lại channel Riding On. Như comment của một số bạn, đây sẽ là clip nói về tất cả những form mất kiểm soát trong series về Car Rider. Đầu tiên mình xin lưu ý, đây là video chỉ nói về những Man Rider, những Rider chính mà thôi. Chỉ trừ Onodera Yusuke, anh ta là một Rider trong thế giới của Arrow Rider do DK đi qua. Nhưng dù sao, vẫn mang danh là Kuga nên mình sẽ đưa vào danh sách này. Và chúng ta sẽ thống nhất việc mất kiểm soát là những Rider sẽ không điều khiển được bản thân và tấn công những người xung quanh. Đó sẽ là tiêu chí để xét những Rider mất kiểm soát trong series Corridor. Không dài dòng nữa, mình là Riding On. Bắt đầu clip nào, Henshin. Mở đầu danh sách của chúng ta là hai hình dạng của Ultimate Kuga cũng như Rising Ultimate Kuga. Tất nhiên, người chuyển hóa thành hai form này ở trạng thái mất kiểm soát không phải là Kamuro Kuga ở thế giới gốc, mà người mình nói tới đây là Yusuke, là một trong 9 Rider xuất hiện tại 9 thế giới mà Kairuya Tsukasa, Kamuro DK đã vượt qua để có được những sức mạnh của những Rider này. Yusuke Onorena, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của anh cũng như trận chiến cuối cùng cùng với DK chống lại bè lũ Rongi, anh ta đã quyết định rời bỏ thế giới của mình cùng Tsukasa đi qua cuộc hành trình sang những thế giới. Tại những chương cuối cùng của cuộc hành trình, nơi thế giới những Rider đại chiến với nhau, sự thật về DK cũng như hành trình hủy diệt tất cả thế giới của Tsukasa đã được phơi bày hoàn toàn. Tất cả thế giới theo dấu chân của DK sẽ hòa lại với nhau tạo một thế giới thống nhất, những thế giới còn lại sẽ bị phá hủy. Biết được tất cả sự thật này, nhưng anh vẫn quyết tâm chiến đấu bên cạnh Tsukasa và trận đại chiến cuối cùng của tất cả mọi người chống lại tên Abokajis, thủ lĩnh của đám Shocker. Trong trận chiến cam go này, bảo vệ DK, Kuga đã bị thương nặng, anh đã ngất đi trong trận chiến. Tưởng chừng như sau khi đánh bại tên thủ lĩnh của đám Shocker, tất cả sẽ kết thúc, nhưng không. Trận chiến những Rider vẫn không thể nào tránh khỏi khi Vla cắn và hồi sinh với thân phận Koro Kuga Ultimate với đồ mặt đen. Anh ấy thể hiện sự tà ác cũng như tiếng gặp đầy khát máu của anh nhắm thẳng trực tiếp vào DK. Tiếp nối những sự kiện ở cuối Koro DK là sự kiện trong movie VCW. Yusuke lúc này đã có thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của Ultimate Kuga. Anh ấy đã lãnh đạo một nhóm Rider còn sót lại truy đuổi DK ở hình dạng Violent Emotion và có một đại chiến cuối cùng với anh bằng hình dạng Ultimate Kuga đã được kiểm soát. Mặc dù đã hy sinh bản thân và biến hình dạng Final Form Rise giống với hình dạng Final Form Rise cơ bản, nhưng anh cũng không thể nào làm gì được DK. Khi sức mạnh của anh ta đã quá lớn, anh đã thất bại và trở thành một lá bài. Những khả năng mà hình dạng Ultimate Kuga Onodera đã từng thể hiện cũng không quá nhiều. Nó thể hiện khả năng chiến đấu vượt trội những form cơ bản, có một màn đấm tay với nguồn năng lượng cực mạnh được dồn vào bàn tay của mình trong giấc mơ của Natsumi. Nhưng liệu đây có phải là Yusuke Onodera không thì vẫn là một bí ẩn lớn. Khả năng tạo ra ngọn lửa hủy diệt của hình dạng Ultimate Kuga cũng không được lấy sử dụng nhiều. Và có lẽ điều đặc biệt nhất là hình dạng Final Form Rise với chuyển hóa thành lò bộ Kuwagata. Mặc dù nhìn có vẻ giống Kuwagata cơ bản, nhưng khi so sánh kỹ thì hình dạng của anh ấy hoàn toàn khác biệt, với những đường viền gai góc cũng như chiếc vương miện khổng lồ cũng như tông màu được tô điểm rõ ràng hơn với hình dạng Ultimate Kuga ở hình dạng Final Form Rise của mình. Hình dạng tiếp theo của anh ấy là Rising Ultimate Kuga, có thể gọi là form nâng cấp tiếp theo của Rising Ultimate. Onorera Yusuke là kẻ như sinh ra để mất kiểm soát. Trong movie riêng của Koro DK vs Dai Shocker, biết được thân phận thật sự cũng như trận chiến vô nghĩa những Rider mà DK tạo ra, Tsukasa tiết lộ thân phận của mình là thủ lĩnh của đám Shocker, phản bội lại niềm tin của Yusuke cũng như Natsumi, trốn chạy khỏi Tsukasa và tìm đến niềm hy vọng cuối cùng cô em gái của anh ta tại thế giới này. Thật không may, họ lại rơi vào chính cái bẫy của tên Shadow Moon. Sức mạnh của mặt dây chuyền cô ta đã khống chế cũng như tạo nên hình dạng mới mang tên Rising Ultimate. Hình dạng của Rising Ultimate gai góc hầm hố hình dạng cơ bản, với tông màu đảo ngược, thay vì những đường gân chạy khắp cơ thể, nó được bao phủ bằng một bộ giáp vàng. Những đường gân vẫn còn tồn tại, nhưng với tô điểm là màu vàng kim trùng với màu giáp, nó bị mờ nhạt đi. Cặp sừng của hình dạng Rising Ultimate dài hơn đầy gai góc. Sức mạnh của form này được tăng cường đáng kể so với Ultimate Form. Khả năng tạo ra ngọn lửa hủy diệt đã chuyển hóa ngọn lửa thành màu tím. Sau những series về sau cũng như một số game thì hai ngọn lửa của hai Rider này đã bị đảo ngược, khi Kuga Ultimate mới là người xài ngọn lửa màu tím cũng như Rising Ultimate sẽ xài ngọn lửa màu vàng, đảo ngược lại cho phù hợp với hình dạng của cả hai Rider cũng như tông màu mà họ đại diện.
những phần game sau đó. Chúng ta biết đòn tất sát của Rising Ultimate Kuga đó là Rider Punch cũng như Rider Kick, bao phủ đôi chân và đôi tay của anh ấy bằng ngọn lửa vàng với sức công phá hủy diệt và ra đòn kết liễu đối phương. Fangu Joker. Fangu Joker. Kamen Rider W là câu chuyện kể về cậu hám tử Sotaro chỉ tập tành bước vào nghề sau khi kế thừa được văn phòng từ sư phụ của anh, một người đàn ông đã mất trong một vụ tai nạn bí ẩn. Cùng công tác với anh trong quá trình phá án những vụ án thành phố Futo là chàng cộng sự với tri thức toàn năng Philip. Anh ta có khả năng truy cập vào kho kiến thức đồ sộ trong đầu của mình. Bọn họ đã phá rất nhiều vụ án thành phố Futo cũng như chống lại quái nhân tại đây mang tên Toban. Theo dòng sự kiện của toàn bộ series thì Fun Joker đã xuất hiện từ trong movie của Color DK hồi tưởng về ngày bắt đầu, nơi mà Sotaro cùng với sư phụ của anh đã giải thoát cho chàng trai bí ẩn Philip. Trong phút giây thập tử nhất sinh, Philip đã đứng lên và chuyển hóa bằng chiếc memory luôn bảo vệ anh, Fun Memory, và là người viên chuyển hóa thành Fun Joker. Fun Memory là chiếc memory với hình dạng khủng long, là chiếc memory đặc biệt có khả năng di chuyển, chỉ có mục đích duy nhất là luôn bảo vệ cho Philip. Bất kỳ khi nào anh ta gặp nguy hiểm, nó sẽ xuất hiện và bảo vệ cho anh. Tạo hình cũng như vai trò của nó thể hiện người biến hình thành Color W trong hình dạng này không ai khác ngoài Philip, và người ngất đi sẽ là Sotaro. Fun Joker có hình dạng tương tự nhưng với những chi tiết gai trên toàn bộ phần Fun cũng như một số chi tiết được điểm tô phần Joker, tạo cho cảm giác hung tợn với hai tông màu đối ngược thể hiện cho Philip cũng như Sotaro tại form này, tạo sự tương phản trong tạo hình thiết kế của W. Hoang dã có thể là từ thích hợp nhất nổi lên sức mạnh cũng như khả năng của hình dạng này, tấn công tất cả mọi kẻ thù trong tầm mắt, chỉ mục đích nhất hủy diệt tất cả nhằm bảo vệ cho Philip. Cũng chính vì lý do này mà anh ta đã có ám ảnh cực kỳ lớn với sức mạnh của Fun Joker và gần như không sử dụng nó trong khoảng thời gian rất dài. Về khả năng chính, ngoài việc coi là form mạnh cũng như nhanh nhất ở thời điểm đó, nó còn khả năng tạo những chiếc răng nanh đúng với tên gọi chiếc Memory, kích hoạt từ chiếc Fun Memory trên W Driver. Anh ấy khả năng tạo ra những chiếc gai từ những vị trí khác nhau nhằm tấn công cái hù. Một chiếc gai có khả năng mọc trên cổ tay tạo thành một lưỡi dao giúp anh ấy tấn công cận chiến cực kỳ hiệu quả. Cũng như một chiếc gai nhỏ hơn được tạo ra từ vai bên phần của Fun, anh ấy tháo ra và chuyển hóa thành một chiếc boomerang. Chiếc răng nanh được tạo ra ở phần gót chân chỉ xuất hiện khi anh ấy thực hiện đòn final attack, chính là phần sẽ nói tới đây. Đòn kết liễu của Fun Joker là phần Trickster, chiếc gai nhọn mọc ra từ chân lao ra bầu trời, thực hiện đòn Rider Kick với những vòng xoay cực hạn từ chiếc răng này tạo thành một cơn lốc xoáy, giáng vào kẻ thù một cú đá với biểu tượng hình con khủng long nuốt trọn lấy kẻ thù và nghiền nát chúng bằng bộ hàm của phần Memory. Buto Tira Combo, tiến sĩ Maki đã phản bội tất cả mọi người và đầu vương cho phe của Grip. Ông ta không quên mang theo chiếc hộp chứa đựng chiếc mề đô cổ đại, mở nó ra và khai phá nguồn sức mạnh của những chiếc mề đô tím. Nó không hoạt động cho đến khi trận chiến giữa O và Uva đang diễn ra. Chúng đã cảm nhận được AZ, một kẻ đặc biệt không có bất kỳ lòng tham nào. Năm chiếc kho mê đô màu tím đã tìm tới chủ nhân của chúng và nhập vào người của AZ. Chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng khi anh đối mặt với hai tên Yumi hoàn toàn mới với hình dạng khủng long và khả năng vô hiệu hóa những chiếc kho mê đô mà O sở hữu, anh đã được bảo vệ những chiếc kho mê đô từ trong cơ thể của mình. Khủng long bay, khủng long ba sừng, khủng long bảo chúa, Komedo tập hợp lại thành sức mạnh hủy diệt Buto Tira. Tông màu chính của anh đại diện cho hình dạng Buto Tira là màu tím, giống như chiếc Medo. Phần Medo kết hợp từ 3 loại vật, trên ngực của anh ấy đã trở thành một đồng xu với phần viền vàng kim và dày hơn so với những phần cơ bản khác. Bộ suit anh mặc cũng chuyển đổi từ màu đen sang màu trắng, cũng như tất cả những bộ phận khác đại diện cho 3 loại vật kết hợp thành combo tím, với phần đầu khủng long bay, phần thân với cặp sừng của ông ba sừng và đôi chân cực kỳ đáng sợ của đội khủng long bảo chúa. Mạnh khổng lồ vừa được nhận được, anh đã mất kiểm soát và để chúng chi phối bản thân, là form vượt trội hơn Tazador về cả lực đá, lực nhảy cũng như tốc độ. Nó có thể xứng danh là form mạnh nhất của O trong series 9. Với 3 chiếc mười đô tương ứng, nó sở hữu, nó ban cho O 3 khả năng. Đầu cánh của đội khủng long bay giúp anh bay lượn như Tazador combo, sức mạnh từ cặp sừng của loài tam giác long giúp vô hiệu hóa kẻ thù từ khoảng cách xa cũng như giúp O di chuyển lại và tấn công chúng. Đôi chân từ khủng long bọ chúa gia tăng lực đá cực hạn và kết hợp lại hai phần bảy phía sau tạo thành chiếc đuôi khổng lồ,
tấn công kẻ thù ở phạm vi cực kỳ lớn. Nhưng điều đáng sợ nhất của những chiếc Mido cổ đại này không phải đến khả năng chiến đấu, mà là khả năng hủy diệt những con Mido khác của chúng. Điều mà khiến những tên Rip khác khi đối mặt với Ô cũng vô cùng e ngại, cho dù chúng đã có full sức mạnh đi chăng nữa. Nếu sơ sẩy cũng có thể bị Ô ở hình dạng Butotira tiêu diệt hoàn toàn bằng khả năng phá hủy Mido. Rủi ro mang lại từ Butotira ngoài việc cuồng loạn và mất kiểm soát, khi sử dụng quá nhiều, anh sẽ dần bị chuyển hóa thành tinh Grip với hình dạng khủng long, một điều vô cùng đáng sợ một con người. Tốc độ này sẽ ngày càng nhanh khi những chiếc Komodo nhập vào trong cơ thể của anh ngày càng nhiều, anh sẽ chuyển hóa thành tinh Grip ngày một nhanh hơn. Đòn final Tekkenin-chan của Kamen Rider O Butotira dùng cặp sừng của Tam Giác Long vô hiệu hóa kẻ thù, sau đó đôi cánh diệt long sẽ thổi luồng hơi cực lạnh đóng băng tất cả thứ xung quanh và dùng chiếc đuôi của T-Rex quẹt ngang kẻ thù và phá nát chúng từ tảng băng mà chúng đã bị hóa hình, giống như những Final Form ở thời kỳ trước. Tạo khí đặc trưng cho Final Form mang tên Metal Biting Dragon. Tạo hình của nó là chiếc đầu của khủng long bạo chúa với phần lưỡi rìu cũng như phần tay nắm có khả năng đập lại để chuyển hóa thành một khẩu đại pháo. Thường thì anh ấy sẽ chiến đấu bằng hình dạng rìu cũng như chỉ sử dụng hình dạng pháo khi sử dụng đòn Final Attack. Khi cầm chiếc vũ khí này trên tay, khả năng hủy diệt những chiếc Komodo của anh mới thể hiện rõ qua từng nhát chém Metal Fighting Dragon. Cặp đôi này đã gieo rắc vô cùng nhiều kinh hoàng cho những tên Grip còn sống sót. Đòn tất sát của anh ở chế độ Bazooka là Strand Doom. Anh nhét những chiếc Celmodo được văng ra từ những tên zombie mà anh đánh bại cho chiếc drill này ăn những chiếc Celmodo đó. Nó sẽ bắn ra một cơn gió lốc khổng lồ với nguồn năng lượng hủy diệt xoắn ốc bao phủ bởi nguồn năng lượng tím. Ở chế độ drill, đa phần những hình dạng combo khác sẽ sử dụng và tận dụng tốt hơn là hình dạng Butotira. Chỉ có đòn mạnh nhất mà anh dành riêng cho tên Maki. Khi tập hợp toàn bộ những Celmodo vào vũ khí của Butotira là đòn mạnh nhất của mình, hồng tiêu diệt tiến sĩ Maki với một nhát chém năng lượng cực mạnh 360 độ bao phủ của nguồn năng lượng tím. Drive type dead heat. Tie Dead Heat Xisca được chế tạo với khả năng mô phỏng trạng thái Dead Zone của Hurt. Trong trận chiến với đám Roymill, cả Rai lẫn Max đều đã chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của tên trùm đám Roymill tại thời điểm đó. Hurt, hắn ta khả năng truy cập vào Dead Zone để tăng cường khả năng chiến đấu của mình ở một đẳng cấp khác. Cả Max với hệ thống tối tân nhất lúc đó cũng không thể nào chống lại hắn và chỉ có thể câu giờ để trông chờ ai đó đến cứu giúp. Và người đó không ai khác ngoài Shinosuke. Anh ấy đã sử dụng chiếc Shiska đang được thử nghiệm mang tên Dead Hit chuyển hóa anh trở thành Dry Dead Hit. Là chiếc Shiska cho phép cả Mắt lẫn Dry chuyển hóa thành Rider, nên nó giống với hình dạng của Dry và Mắt kết hợp lại với nhau. Và gương mặt của Mắt nằm ở phía sau Dry. Đặc trưng của cả hai Rider là tông màu đỏ và trắng đen xen với nhau. Chiếc lớp xe của Mắt nằm bên vai phải và chiếc lớp xe nằm xéo, đặc trưng của Dry. Khác với những form khác, thay vì chuyển đổi là đã bị mất kiểm soát, thì phần này ngược lại, sau một khoảng thời gian sử dụng, anh mới mất kiểm soát, mượn sức mạnh từ Dead Zone phát huy từ từ chứ không phải cho một sức mạnh khổng lồ như những phần trên, khiến cho những Rider mất kiểm soát từ đầu. Về khả năng của Dead Hit, đây là phần vượt trội hơn cả hình dạng Wild, sức mạnh cũng như tốc độ tấn công. Nó cũng cho anh khả năng di chuyển trong gia tốc, Chaser được nâng cấp. Mặc dù cũng không đánh bại được Chaser, nhưng cũng thể hiện phần nào đẳng cấp khác biệt của Dead Hit sở hữu. Khả năng của Dry ở hình dạng này đặc trưng như mình đã nói ở trên là truy cập vào Dead Zone, giống như Hurt, nhưng nó ở đẳng cấp cao hơn. Trong trận giao chiến đầu tiên, anh đã dễ dàng đánh bại được Hurt. Trong trạng thái này, anh sẽ tỏa một luồng nhiệt khổng lồ, một luồng khói đỏ và những tia sét rực cháy bao phủ cơ thể của anh. Sau một khoảng thời gian sử dụng, hình dạng Dead Hit sẽ báo động chiếc lớp của Dry sẽ bị vỡ ra, báo hiệu cho anh đã mất kiểm soát và không thể nào làm chủ được bản thân. Đòn kết liễu hình dạng Dead Hit Dry sẽ tạo ra một chiếc bánh xe màu đỏ, tấn công kẻ thù lao ra không trung ra đòn Rider Kick. Như bao Kamen Rider khác, được bao bọc bởi luồng khí đỏ tia sét được tạo ra từ Dead Zone, tấn công và tiêu diệt tất cả những Romeo cản đường anh. Và đây là phần 1 về series tất cả những form mất kiểm soát của Man Rider. Phần 2 sẽ ra mắt vào 2 tuần nữa. Mình là Rider On, thằng có chim. Bye.